thứ tư, tuần thứ bảy, mùa phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 17, từ câu 11 đến câu 19. Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ ở trong thế gian. Phần con đến cùng Cha. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Bây giờ con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin thánh hiến mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 6. Theo truyền thống lâu đời của giáo hội, tháng 6 là tháng đặc biệt kính thánh tâm Chúa Giêsu. Ngày thứ 6 đầu tháng cũng đặc biệt dâng kính thánh tâm Chúa Giêsu. Rất nhiều vị thánh như thánh Gioan Aude và thánh Margarita Maria Alacoque thuộc dòng thánh tâm và hội liên minh thánh tâm cũng rất nhiệt thành trong việc sùng kính thánh tâm Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha Pio thứ 10 khi ban lệnh thi hành việc tôn sùng thánh tâm Chúa Giêsu, Ngài đã minh định việc tôn thờ trái tim cực thánh Chúa Giêsu là trường học hữu hiệu nhất về tình yêu Thiên Chúa, bởi vì tình yêu vốn là nền tảng của nước trời, phải được xây dựng trong các linh hồn, các gia đình và các quốc gia. Thánh tâm Chúa Giêsu đã được nói đến từ núi Canvê khi các môn đệ hạ xác Chúa Giêsu xuống khỏi thập giá, và đã tỏ ra qua vết thương đâm vào cạnh sườn người thấu đến trái tim mà Thánh Gioan đã kể rõ. Tức thì máu cùng nước chảy ra. Bởi đó, giáo hội thiết lập lễ thánh tâm là để đề cao lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa đối với nhân loại, nơi ngôi hai Thiên Chúa là người, là Đức Giêsu Kitô. Trong tháng 6 này, chúng ta được mời gọi tôn thờ thánh tâm Chúa để nhớ đến tình yêu vô biên của Thiên Chúa đối với nhân loại, đối với mỗi người chúng ta, để rồi khi chiêm ngắm tình yêu thánh tâm của Chúa Giêsu, chúng ta mới hiểu được định nghĩa mà Thánh Gioan đã chiêm nghiệm: Thiên Chúa là tình yêu. Và chẳng những chúng ta thêm lòng yêu mến Chúa, mà còn giúp chúng ta thêm lòng yêu thương tha thứ cho nhau. Thánh Gioan đã xác tín: Nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta cũng phải yêu thương nhau. Như Chúa đã tha thứ cho chúng ta cũng phải tha thứ cho nhau và giúp đỡ lẫn nhau. Ở trang tin mừng hôm nay, đó là lời cầu nguyện mà Chúa Giêsu dâng lên với Chúa Cha khi người sắp phải rời xa những môn đệ thân yêu của mình. Chúa Giêsu cầu nguyện cùng Chúa Cha để Ngài ban cho sự hiệp nhất trong tình yêu ba ngôi Thiên Chúa. Để có sự được hiệp nhất này, Chúa Giêsu xin Chúa Cha gìn giữ họ khỏi cạm bẫy của thế gian. Làm cho các môn đệ nên thánh chính là tách biệt họ ra khỏi thế gian với lối suy nghĩ và hành động có những giá trị riêng của nó. Thánh hóa các môn đệ chính là làm cho họ không còn thuộc về thế gian nữa, để như Đức Giêsu Kitô, họ thuộc về Cha trọn vẹn. Khi cầu xin các môn đệ được ơn gìn giữ, Chúa Giêsu biết trước những khó khăn, thử thách, những chán nản và sợ hãi của họ,
người cũng nhìn thấy trước, cho nên đã xin Chúa Cha luôn gìn giữ họ để họ được nâng đỡ trong đức tin và luôn trung thành với sứ mạng Chúa trao phó cho họ. Khi cầu xin Chúa Cha thánh hiến các môn đệ, Chúa Giêsu tỏ cho các môn đệ hiểu rằng các ông được thánh hiến, các ông được Chúa tách ra khỏi thế gian tội lỗi, nhiều cạm bẫy, để từ nay các ông thuộc trọn về Chúa. Đồng thời, chính bản thân các môn đệ là những người được Chúa chọn làm tông đồ, thi hành sứ vụ loan báo tin mừng. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban cho mỗi người chúng con thêm lòng tôn sùng yêu mến thánh tâm Chúa. Một cách cụ thể, khi tôn sùng thánh tâm Chúa Giêsu thì chúng con cũng cố gắng đổi mới chính con tim của mình, sao cho hiền hậu khiêm nhường như trái tim Chúa Giêsu theo lời người phán: "Hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng." Xin Chúa ban cho chúng con trái tim biết yêu thương, chia sẻ khổ đau của nhau, nhất là yêu thương những người nghèo khổ, bị bỏ rơi. Và lạy thánh tâm Chúa Giêsu, xin Chúa cho các linh mục mỗi ngày thánh thiện để trở thành những mục tử theo gương Chúa. Chúng con cũng xin hiệp ý cầu nguyện cho các linh mục trong giáo hội, cách riêng trong sứ đạo của chúng con luôn trở nên mục tử như lòng Chúa mong ước. Amen.